Quang, trong trường hợp này ta phải dừng lại để tính pha này. Chúng ta thấy rằng ta đang bị dính lôi điều, với lôi điều đó nó có thể giết ta, phải làm sao đây? Ta thấy rằng lôi điều đó khoảng 2 giây nữa sẽ bắn ra, nó sẽ gây ra 1500 đam phép và lượng máu của ta chỉ còn đâu đó khoảng 500 máu. Và ta để ý mắt thấy con Lozion đang tới với vận tốc 15 km/h, không biết nó đến kịp để cứu ta không nữa, nên ta có phương trình 2x bình cộng cho 500x - 15 bằng không giải phương trình ta được x1 là -10, x2 là 30. Ta thấy rằng x1 là -10 nên ta loại và x2 là 30 nên ta lấy. Vậy là xác suất Lozion đến cứu ta chỉ là 30% và khi nó đến là lượng sát ta luôn rồi. À quên nữa, từ nãy giờ không để ý chiêu 2. Ta biết rằng khi sử dụng chiêu 2 là ta bất tử nên ta phải chứng minh rằng chiêu 2 của Keza là một tam giác đều. Ta có hai con quỷ của Keza giống nhau nên ta suy ra tam giác của Keza cân tại con quỷ thật và cũng là ta, mà hai con quỷ giả của Keza bằng nhau và bằng luôn 180 độ nên ta suy ra tam giác của Keza là tam giác đều. Chính vì tam giác của Keza là tam giác đều nên ta né được lôi điều của Tulen và dùng chiêu cuối bỏ chạy. Sắp bán đứng quân uy tín giá rẻ luôn được update được mỗi bộ ngày, mời các bạn ghé xem ngay.